Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức âm thanh của cặp loa Infinity có model này SM115. Chiếc ống kính máy quay của Hùng Huyền Đông Anh là cặp loa Infinity có model SM115. Đây là cặp loa của Mỹ các bác ạ. Loa Infinity của Mỹ. Model này có kích thước bát là 25cm. Một loa chung, một loa tép và có tinh chỉnh. Kích thước của loa rộng 33, sâu 35 và cao là sấp xỉ 80cm. Đây là một cặp loa có kiểu dáng rất đẹp, thon gọn và hình thức đẹp, mẫu mã, màu sắc rất hài hòa, rất bắt mắt. Nếu như cặp loa này quý vị và các bạn kia đặt ở phòng khách mà trong phòng có chứa nhiều nội thất gỗ thì đây là một cặp loa rất phù hợp với nội thất trong gia đình. Cặp loa này quý vị và các bạn có thể vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke rất hay. Và điều rất đáng quan tâm đó là cặp loa này Hùng Huyền Đông Anh đang bán với giá là 9 triệu đồng. Một mức giá rất rẻ, rất hợp lý để các bác có thể sở hữu cặp loa zin xịn và đẹp để bày biện trong nhà cũng như thưởng thức âm nhạc và hát karaoke. Ở đây thì Hùng Huyền Đông Anh đang ghép cặp loa này với một chiếc âm ly rất rẻ tiền. Đó là âm ly Denon PMA390 4 mã. Vâng, chiếc âm ly này thì đang có tại Hùng Huyền Đông Anh và đang được bán với giá là 5.800.000 đồng. Cặp loa là 9 triệu đồng. Vâng, nếu như bác nào quan tâm và muốn mua một cặp loa đẹp về để trưng bày, để thưởng thức và để hát karaoke thì hãy tham khảo cặp loa Infinity SM115 tại Hùng Huyền Đông Anh. Vâng, đây là một cặp loa rất đáng để chơi các bác nhé. Trong tầm giá dưới 10 triệu thì cặp loa này rất đẹp. Các bác nhìn ạ, vuông thành sắc cạnh, góc cạnh đẹp, màu sắc đẹp và đặc biệt là tuyến loa nguyên bản, zin xịn nguyên bản, không tân trang, không phun sơn gì hết ạ, tất cả là đều nguyên bản hết ạ. Nếu như bác nào muốn sở hữu cặp loa này thì xin mời liên hệ với Hùng Huyền Đông Anh qua số điện thoại 0984285477. Vâng, một số duy nhất 0984285477 và địa chỉ để các bác có thể đến xem hàng trực tiếp, test thử, nghe thử và ngắm nhìn trực tiếp tại số 10, 12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với bưu điện huyện Đông Anh. Vâng, đầu ngõ 24 ạ, đối diện bưu điện huyện Đông Anh sẽ có một cái ngõ, vâng, và đó là ngõ 24. Các bác đi vào ngõ thì mình ở ngay bên tay phải. Tôi xin nhắc lại cặp loa Infinity 115 đang được bán với giá là 9 triệu đồng. Ngoài ra thì Hùng Huyền Đông Anh còn rất nhiều những sản phẩm khác các bác ạ. Nếu như các bác đang quan tâm đến những sản phẩm âm thanh thì xin mời đến Hùng Huyền Đông Anh để trải nghiệm, để nghe, ngắm và để nhìn ngắm nhìn những mẫu loa đang có tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.